khoảng 17 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8 năm 2009, Trung úy Nguyễn Thành Trung, công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, từ cơ quan về nhà trên chiếc xe máy Attila. Đến đoạn cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội, bất ngờ đã bị một xe tải mang biển kiểm soát 60M4859 do tài xế Đỗ Hữu Tuấn, sinh năm 1982, quê quán ở Tuyên Quang, đang lưu thông từ hướng ngã tư Thủ Đức về cầu Sài Gòn, đã va mạnh vào xe của anh. Anh Trung đã bị xe ben điều khiển tông từ phía sau, cán lên người và kéo lê gần 20 mét, làm đứt lìa hoàn toàn cơ thể ở đoạn hông bụng. Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, khi đó bên lề đường có tới 3 chiếc xe tải đậu lấn hết làn đường dành cho xe gắn máy. Anh Trung sau khi tránh được những chiếc xe trên đã bị chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao tông phải. Xe tải đã tông trực diện và kéo anh đi gần 20 mét, khiến cho anh Trung bị thương nặng. Sau đó, không may, anh đã qua đời trên đường đưa đi cấp cứu. Chiếc xe Attila của anh cũng nát bét hết phần đầu. Khi bị nạn thì anh Trung vẫn mang quân phục của ngành công an. Một đoạn clip đã quay lại cảnh này đã khiến cho nhiều người rất xúc động. Đồng thời, ai cũng rất kinh hoàng trước hình ảnh thảm khốc mà tai nạn giao thông gây ra. Theo ghi nhận từ đoạn video clip được người dân quay tại hiện trường, anh Trung đã bị xe tải cán ngang hông, dập nát toàn bộ từ hông trở xuống. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn, anh Trung vẫn tỏ ra rất tỉnh táo, thậm chí là còn trả lời một số câu hỏi liên quan tới thân nhân cho người dân để gọi về báo cho người thân. Và anh còn liên tục dùng tay sờ xuống kiểm tra phần thân thể bên dưới đã bị cán đứt lìa. Tuy nhiên, theo đoạn video, sau 5 phút nạn nhân nằm tại hiện trường, anh Trung không được đưa đi cấp cứu, mặc dù có rất nhiều người chứng kiến cũng như xe cộ qua lại. Những người dân chứng kiến đã bàn tán mà không hề có một động thái can thiệp nào. Mãi nhiều phút sau, một chiến sĩ cảnh sát giao thông tên là Chiến trên đường đi làm về ngang qua đã chứng kiến cảnh đau lòng và đã đón một chiếc taxi để chở anh Trung đến bệnh viện. Tuy nhiên, chỉ khoảng 30 phút sau, nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện vì đa chấn thương và mất nhiều huyết. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe tải đã gửi chìa khóa và giấy tờ xe cho một người dân bên đường rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Được biết, hôm gặp nạn, anh Trung đi làm về và có uống rượu với 3 người khác. Kết quả khám nghiệm hiện trường sau khi xảy ra sự việc cho thấy mặt đường tai nạn có 2 làn. Làn trong rộng 3,7m, làn ngoài rộng 6,2m, phân cách bằng vạch sơn đứt, tổng chiều rộng là 9,9m. Theo như lời kể của tài xế xe tải tại cơ quan công an, trên đường lưu thông đến đoạn gần cầu Rạch Chiếc, do đoạn đường đang thi công, đường hẹp nên Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí chiều lưu thông về trung tâm thành phố thành 2 làn, làn phía trong cho ô tô và làn phía ngoài cho xe 2 bánh lưu thông. Tuấn được cho phép không lái xe vào làn ô tô mà lưu thông trong làn mô tô. Lúc này thì xảy ra va chạm với xe máy của anh Trung đang vượt và va phải ô tô của Tuấn. Vừa qua khỏi đầu xe tải thì mô tô của anh Trung bất ngờ quẹt vào đuôi xe máy phía trước. Anh Trung đã thắng gấp khiến cho chiếc xe máy xoay ngang đường. Phương tiện do Tuấn điều khiển đã trơ tới, cuốn nạn nhân cùng mô tô vào gầm, kéo lê gần 20 mét khiến cho người này qua đời. Tuấn khai nhận ở phía sau địa điểm tai nạn có biển báo phân 3 làn đường, phía trước mấy trăm mét là một biển báo đường hẹp. Tài xế cũng cho rằng theo biển báo thì mình đang lưu thông trên đoạn đường 3 làn. Lời khai của Tuấn và nhân chứng cũng thể hiện thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải có tốc độ từ 35 đến 40 km/h. Theo kết quả giám định xe tải, các hệ thống của phương tiện hoạt động bình thường. Tuy nhiên, xe tải được chở tối đa là 11.000 cân. Nhưng thời điểm gây ra tai nạn, phương tiện này đã chở đến 23.485 cân đá dăm. Theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu, nồng độ cồn trong máu của nạn nhân là 177mg. Trước khi xảy ra tai nạn, anh Trung đã uống hết 1,5 lít rượu cùng với 3 người khác. Thấy anh Trung có dấu hiệu say xỉn, nhóm bạn nhậu đã khuyên đi taxi về, nhưng người này đã không nghe mà chạy xe máy và đã gặp phải vụ tai nạn thương tâm. Đầu năm 2010, sau khi xem xét hiện trường và những chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an quận Thủ Đức đều quyết định không khởi tố vụ án vì nhận định anh Trung chạy xe máy khi mới uống rượu xong, nồng độ cồn vượt mức cho phép, chạy quá tốc độ quy định và tự ngã dẫn đến tai nạn. Anh Tuấn, người điều khiển xe ben cho biết hai xe không hề va chạm với nhau. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do anh Trung uống rượu, chạy quá nhanh nên tự ngã. Do đó, xe chở quá tải không thể là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn như bản án vừa nêu.
Do đó vào ngày 5 tháng 2 năm 2010, 6 tháng sau sự ra đi đau lòng của Trung úy Trung, Công an quận Thủ Đức đã gửi thông báo đến gia đình nạn nhân với nội dung: Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 24 ngày 27 tháng 1 năm 2010 với lý do như sau. Lỗi chính do nạn nhân Nguyễn Thành Trung đã điều khiển mô tô mà trong người có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, lưu thông không làm chủ được tốc độ và tay lái để cho xe tự ngã xảy ra tai nạn giao thông. Quá sốc với thông báo này, ông Nguyễn Thành Phú, cựu chiến binh, cha ruột của anh Trung, đã đề nghị cơ quan điều tra cho xem lại biên bản khám nghiệm hiện trường và kết luận giám định mẫu huyết nhưng không được đáp ứng. Người nhà của nạn nhân cũng đã khiếu nại quyết liệt. Đến tháng 3 và tháng 4 năm 2010, Công an quận Thủ Đức đã gửi thêm hai bản thông báo tiếp tục khẳng định lỗi thuộc về nạn nhân, không nhắc đến bất cứ một chi tiết vi phạm nào của tài xế xe ben. Tiếp đó, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thủ Đức cũng có công văn bác đơn khiếu nại của ông Phú và cho rằng việc xử lý của cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức là có cơ sở. Sáng ngày 24 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại tòa, Đỗ Hữu Tuấn đã có những lời khai mâu thuẫn so với tường trình trước đó. Tài xế này cũng nhiều lần tỏ ý thắc mắc vì sao trước đây công an điều tra đã xác định lỗi thuộc về nạn nhân và đã quyết định xử phạt hành chính với mình, nhưng nay lại kết luận theo một hướng ngược lại. Tuy nhiên, sau khi xem xét, nhận thấy đối tượng Tuấn lưu thông trong đoạn đường có biển báo cảnh báo đường hẹp, nhưng không giảm tốc độ dẫn đến mất an toàn, dẫn đến tai nạn. Còn nạn nhân Trung cũng có một phần lỗi, nồng độ cồn vượt mức cho phép khi tham gia giao thông. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tuấn 2 năm 3 tháng 14 ngày tù bằng thời hạn tạm giam. Còn công ty Tuấn Anh, chủ sở hữu xe tải, phải bồi thường 232 triệu và cấp dưỡng nuôi con nhỏ của nạn nhân mỗi tháng là 2 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi. Sau đó thì công ty Tuấn Anh đã kháng cáo về phần bồi thường, lên tiếng bác bỏ hoàn toàn nội dung cáo trạng, không chấp nhận bồi thường cho gia đình bị hại và tuyên bố sẽ đòi lại 10 triệu đồng mà nhân viên của họ đã mang tới để phúng điếu tại đám tang của nạn nhân. Riêng Tuấn không kháng cáo, Tuấn cho biết rằng dù rất ấm ức vì bản án có phần nặng tay với mình, nhưng lúc này người cha đang bị ung thư giai đoạn cuối nên không thể kháng cáo để quay về chăm sóc ông. Đồng thời, anh Tuấn cũng mong vụ việc này có thể dừng lại để còn tiếp tục làm ăn. Từ khi xảy ra tai nạn đến nay đã 7 năm trôi qua, nhưng chưa giải quyết dứt điểm khiến cho tài xế này không làm được gì. Công an quận Thủ Đức cũng từng khẳng định lỗi chính thuộc về nạn nhân nên ban hành quyết định không khởi tố vụ án. Tuy nhiên sau đó thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chứng minh Đỗ Hữu Tuấn lái xe chở quá tải, đi sai phần đường quy định và gây tai nạn làm thiệt mạng anh Nguyễn Thành Trung. Về lỗi quá tải thì công ty Tuấn Anh lại cho rằng cơ quan điều tra không tiến hành thử nghiệm hiện trường xem chở quá tải có ảnh hưởng đến hệ thống phanh hay không, nên không thể nói rằng đây là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn như tòa sơ thẩm đã quy kết. Công ty Tuấn Anh còn cho rằng tài xế không hề có lỗi, nếu lỗi hoàn toàn thuộc về công ty, họ sẽ bồi thường đầy đủ. Nhưng trường hợp này bất khả kháng khi nạn nhân đã uống rượu say rồi tự té xe ngay trước đầu xe tải thì họ chỉ chấp nhận hỗ trợ một phần, không đồng ý với số tiền như phía nạn nhân đã yêu cầu. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng mặc dù quá trình điều tra có nhiều thiếu sót nhưng nguyên nhân chính xảy ra tai nạn vẫn ở xe tải. Chính bị cáo cũng đã thừa nhận điều này và không kháng cáo. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã nhận thấy lỗi phía tài xế và công ty là chở quá tải trọng, đi vào đường hẹp nhưng không giảm tốc độ, không chuyển làn. Nạn nhân thì uống rượu say, lưu thông quá tốc độ cho phép. Lỗi hỗn hợp của cả hai bên nhưng chỉ bắt phía công ty bồi thường thì không đúng pháp luật. Từ đó, tòa phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo của công ty Tuấn Anh, giảm mức bồi thường xuống còn 165 triệu và cấp dưỡng nuôi con của nạn nhân 2 triệu đồng một tháng đến khi đủ 18 tuổi. Bức xúc, ông Phú gửi đơn cùng với video clip vụ tai nạn khiếu nại đến các cơ quan cấp thành phố và trung ương. Từ đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc điều tra, thực nghiệm lại hiện trường và khẳng định nguyên nhân vụ tai nạn của ngày 8 tháng 8 năm 2009 làm thiệt mạng Trung úy cảnh sát Nguyễn Thành Trung tại quận Thủ Đức là do lái xe Đỗ Hữu Tuấn điều khiển xe ben đã chở quá tải, đi sai phần đường. Đây là hành vi vi phạm pháp luật quy định tại điều 202 Bộ luật hình sự, cần phải được điều tra, khởi tố và xử lý trước pháp luật. Tháng 3 năm 2011, dựa trên đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã ra quyết định hủy quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thủ Đức, bác đơn khiếu nại và quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, đồng thời yêu cầu công an địa phương này phải điều tra lại vụ tai nạn giao thông nói trên. Đến tháng 9 năm 2011,
Công an quận Thủ Đức mới gửi đến ông Phú thông báo kết quả điều tra và cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với lái xe Tuấn. Vợ chồng ông Phú nhiều lần phải dừng câu chuyện lại để tự trấn tĩnh, nuốt nỗi uất nghẹn và lau đi nước mắt. Ông Phú cho biết bản thân đã trải qua nhiều trận đánh ở những chiến trường khốc liệt nhất trong chiến tranh, từng chứng kiến nhiều sự ra đi của đồng đội. Nhưng vụ tai nạn xảy ra với người con trai khủng khiếp đến mức khiến cho ông mất ngủ triền miên và luôn bật khóc mỗi khi nghĩ về. Sự ra đi của người con trai duy nhất khiến cho gia đình ông sụp đổ hoàn toàn. Anh Trung qua đời, để lại đứa con nhỏ và người vợ chưa có việc làm. Ông Phú cũng bức xúc nói rằng, không thể cứu được mạng sống của Trung, tôi phải tìm ra công bằng cho con tôi. Nó mới tan sở, trên đường về nhà còn mặc bộ cảnh phục, đội mũ công an, vậy thời gian đâu để mà nhậu mà có nồng độ cồn vượt quy định được. Tôi quá bất ngờ và rất buồn về cách làm việc của những đồng đội Trung tại Công an quận Thủ Đức.